走过每日，亲眼证实世界在变质，围墙越来越厚，光天与化日，怎么心会开始变黑？最美的一幕彻底删走我，再不可失去什么，便无惧代价与结果。无人会问我有没有真的快乐，时间若到了便转身离座，无人信任我，我没法可说清楚，谜语渐爆破，谁亦没处躲，让我消失以后，谁会念着我？崇拜金巴拉tìm được người mua rồi sao? Người mua đó đồng ý mua lại sòng bài với giá cao hơn giá thị trường 30%. Nếu như Ngụy Tiến Phong là người phụ trách bảo vệ, có khả năng tên này mới là chủ mưu lớn thật sự đứng đằng sau Ban Vĩnh Hằng. Bảo Xít, tôi muốn cậu gia nhập vào Sùng Liên giúp đỡ. Vì Ban Vĩnh Hằng là tổ chức tội phạm quốc tế, vì vậy họ muốn CAB có thể giành quyền đi trước. Còn Sùng Liên thì sao? Vụ đó bỏ qua trước đi. Sắp tới tôi có nhiệm vụ mới cho cô. Tôi muốn cô tiếp tục điều tra Bàn Hạo Dương. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi không để cô rời xa tôi nữa. Tôi chỉ hứa với Trác Khải không cho Bảo Xít điều tra Bàn Hạo Dương, nhưng tôi không hề nói không cho phép Đậu Á Hi tiếp tục điều tra Bàn Hạo Dương. Có phải anh từng hẹn hò với một nữ cảnh sát Hồng Kông tên là Đinh Tiểu Gia không? Tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Tôi sẽ cho một người giải thích cho anh hiểu. Madman. Madman, vào một tháng trước cô gặp Madame Đinh ở New Zealand. Có duyên gặp nhau. Madman. Cô nữ cảnh sát đó đã mai phục vào công ty của anh Thales làm nội gián, muốn lấy cắp hồ sơ mật của công ty, nhưng đã bị hệ thống chống trộm cản lại. Anh Thales đã thuê tôi truy sát cô ta. Tôi làm đúng trách nhiệm của mình, giết chết cô nữ cảnh sát đó. Sau đó tôi đã hủy xác của cô theo cách thông thường, xong rồi xử lý thi thể một cách gọn gàng sạch sẽ nhất. Bình tĩnh lại đi, đừng nên manh động như vậy mà. Cậu tới đây là để bàn chuyện làm ăn, có nhớ hay không? Bảo Xít, tôi biết hiện tại anh rất đau khổ. Nếu vụ làm ăn này anh không thể tiếp tục bàn nữa, anh muốn rút lui không thành vấn đề, tôi sẽ không miễn cưỡng anh. Anh có thể tiếp tục tự mình kinh doanh sòng bạc trực tuyến đó, tôi không ngại đâu. Hậu Dương, anh Khải, hai người nói rất đúng. Là tôi quá manh động. Đinh Tiểu Gia là nội gián, từng hại tôi xém chút mất hết tất cả. Nếu không phải vì nể tình từng có một cuộc tình với cổ, tôi cũng không tha cho cổ. Nếu cổ đã chọn làm cảnh sát thì cũng nên lường trước sẽ có kết quả này. Phụ nữ đầy ngoài đường, kiếm tiền quan trọng hơn. Anh Madman gì đó, anh làm rất đúng. Tôi xin kính anh. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta đều là những người làm việc lớn, việc làm ăn cũng dễ bàn hơn. Cạn ly. Cạn ly. Cạn.
Nghe điện thoại đi. Nghe điện thoại, nghe điện thoại. Anh biết là em chưa chết. Em không dễ dàng chết gì đâu đúng không? Nghe điện thoại. Nghe điện thoại đi. Tại sao em không nghe điện thoại chứ? Nổ súng đi. Nổ súng tôi sẽ lập tức nhấn nút. Ôm nhau chết chung với số ma túy này. Hai bên mất hết tất cả vậy thôi. Tôi chỉ cần anh ta thôi. Có gì ở trong áo khoác chứ? Ông chết. Tôi không biết. Tôi không biết làm. Tôi chưa từng học qua. Tôi không biết. Chết đi. Không sao. Không sao rồi. Còn lạnh lắm sao? Bị nóng lạnh rồi. Phải làm sao đây? Cũng may là anh không sao. Anh đừng đối xử tốt với em quá. Em không biết lấy gì để đền đáp cho anh. Nếu sống thì cùng sống. Chết thì cùng chết. Để tôi đưa cậu về nhà. Giúp rác. Tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi cũng vậy. Hãy cậu để tôi điều tra rõ chuyện này trước có được hay không? Sếp rác, tôi thật sự thấy hối hận. Hối hận tại sao 3 năm ở Thái Lan mà lại không ở bên cạnh cổ. Tôi rất hối hận. Sao cổ chọn làm nội gián mà tôi không ngăn cản cổ? Dùng vậy chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đã không dễ gì đến được với nhau. Vậy mà ngay cả nói tạm biệt một tiếng cũng không có cơ hội. Bảo Xít, tôi xin thề nhất định không để tiểu gia phải chết oan. Cho dù bán luôn cái mạng này, tôi cũng phải giúp tiểu gia trả thù. Trang Ly! Trang Ly! Bà Xít, sao về sớm vậy? Thấy hơi sai.
nên tôi về trước để họ từ từ bàn. Tôi đang ở khách sạn này, có dịp tới đó tôi sẽ mời anh uống rượu. Bảo xin cái trong đó hồn. Ngồi một mình uống rượu bất hứng lắm. Uống chung với tôi nha. Tiểu gia, cạn ly. Trác Khải suốt ngày nói xạo. Vì mà nhân quả báo ứng. Nếu trên thế giới này thật sự có nhân quả báo ứng, tiểu gia tốt bụng quá chừng sao lại chết sớm vậy chứ. Tôi đã làm biết bao chuyện xấu, người phải chết nên là tôi mới đúng. Người tốt được đền đáp. Nhảm nhi. Báo ứng chắc chắn có, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện giờ không những tôi ngửi được mùi rượu trên người của cậu, tôi còn cảm nhận được cậu đang có một luồng khí rất muốn giết người. Cậu thật sự muốn giết chết Madman, giúp tiểu gia trả thù. Ngoại trừ trả thù, tôi không còn biết có thể làm gì cho tiểu gia. Tôi hiểu mà. Tôi cũng không biết nên nói cái gì. Chúc cậu may mắn. Chưa về uống hết rồi sao? Tôi còn. Ông làm gì vậy? Tiểu gia là con gái nuôi của tôi, nó bị giết tôi cũng rất đau lòng. Cậu là cảnh sát, chuyện trả thù cá nhân không hợp với cậu, để tôi làm cho. Ông bị điên hả? Ông từng nói ông muốn làm lại người tốt mà. Dù gì tay tôi cũng dính máu rồi, tôi làm xong vụ này rồi mới làm người tốt. Cậu là một người cảnh sát tốt, cậu còn thiếu gì tương lai. Hồi đó tôi vì muốn trả thù cho vợ nên nó đi vào con đường sai trái. Tôi không muốn cậu theo tôi. Quang Hỷ, đừng đi. Ban Vĩnh Hằng có ân oán riêng với tôi, chuyện này thì cậu cứ giao cho tôi. Quang Hỷ, Quang Hỷ, Quang Hỷ. Cái còng tay cùi bắp đó chỉ có 5 phút là tháo ra được. Bảo vệ trái phải, tôi bảo vệ cậu. Súng xuống trước, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Tại sao lại biết code của CIB? Đinh tiểu gia dạy cho tôi.
Tôi không có giết cô ấy. Hai người gọi tôi đến đây gấp vậy có chuyện gì? Có phải liên quan tới Đinh hay không? Phải. Nhưng còn phải đợi thêm một người. Tôi nghĩ anh có thể trả lời hết mọi chuyện. Lại. Tôi đủ người rồi sao? Tôi là cảnh sát New Zealand, được phái đi bang Vĩnh Hằng làm nội gián. Xem ra anh rất quen thuộc mật mã của CIB lắm đó. Xem trái quá lời rồi. Dù gì cũng không phải xuất thân từ CIB. So với mọi người, tôi vẫn chưa đủ trình độ. Lúc nãy cậu nói cậu là cảnh sát của New Zealand, phải đi bang Vĩnh Hằng làm nội gián, đúng không? Đúng vậy. Là chị Đinh dạy tôi có CIB. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau rất nhiều. Đã từng à? Vậy còn bây giờ? Cô Đinh rốt cuộc đã ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi? Nguyễn Tiến Phong trước đó cũng nói rồi, thân phận chị Đinh đã bại lộ. Hắn đã tìm Madman giết cổ. Nhưng cũng may là tên Madman đích thực đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ từ lâu, nên tôi mới giả làm Madman, là một màn kịch giả như chị Đinh đã chết để qua mặt ban Vĩnh Hằng. Nếu như cổ chưa chết, tại sao còn chưa về? Đã lẽ chúng tôi đã sắp xếp một chiếc thuyền để cho chị Đinh tạm thời đi quần đảo Solomon tránh né. Nhưng mà không ngờ hôm lên thuyền cô đột nhiên mất tích, không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi tìm hoài cũng không thể tìm ra. Không lẽ ban Vĩnh Hằng đã bắt cổ? Tôi nghĩ là không đâu. Nếu như họ biết chị Đinh vẫn chưa chết thì sẽ phát hiện ra tôi lừa gạt họ. Tôi cũng sẽ không còn mạng sống mà đứng đây. Thật ra mọi người cũng không cần lo. Con người của chị Đinh gặp quen sóng gió rồi. Tôi tin là sẽ không có chuyện gì đâu. Có thể đang chấp hành một nhiệm vụ khác thôi. Chúng ta nên có lòng tin với cô Đinh. Cô đã hứa với tôi sẽ về, nhất định sẽ về được. Vậy khỏi phải hỏi, Cường Chính Ngón vẫn chưa chết rồi. Đúng vậy. Tôi cũng dây dờ với ông ấy, tạm thời giấu ông ấy ở nhà an toàn. Để nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, tôi sẽ thả ông ấy ra. Cũng tốt. Tuy là ông ta đáng chết, nhưng cũng là do tôi sắp xếp ông ta đi tìm cậu. Tôi cũng không muốn tạo nghiệp. Sắp đặt này của cậu cũng rất cao tay đó. Cả tôi cũng không nhận ra sơ hở. Sắp trắc, có muốn đích thân trải nghiệm thử không? Lúc này mà cậu còn muốn nói chơi? Tôi nói thật đó, Nguyễn Tiến Phong lần này muốn mời tôi tới Hồng Kông là muốn tôi giết 4 người: Trác Khải, Đàm Quang Hỷ, Trịnh Thục Mai, Từ Thiên Đường. Mấy người chúng tôi vậy khỏi phải hỏi. Ban Vĩnh Hằng nhất định có quan hệ với Trường Hưng rồi. Năm xưa chính là 4 người chúng tôi đi đối phó Ngụy Đức Tinh. Nếu như muốn giết tôi, hôm tôi đến bàn công việc có thể ra tay được rồi. Điểm này tôi cũng không hiểu cho lắm. Tuy là hắn kêu tôi giết 4 người các anh, nhưng mà không phải kêu tôi ra tay ngay lập tức, mà phải đợi thời cơ, đợi hắn ra lệnh. Đợi thời cơ là ý gì chứ? Hắn thừa biết chúng tôi điều tra hắn, không hành động. Đợi cái gì? Tôi đang nghi ngờ Ngụy Tiến Phong không phải người nắm quyền đích thực. Hắn cũng đang chờ lệnh của cấp trên. Và người nắm quyền này không ai biết được thân phận của hắn, thậm chí là không ai biết được sự tồn tại của hắn. Hắn là mục tiêu cuối cùng của anh. Đúng vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi tìm mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ cho tôi, cùng nhau tìm ra người đứng sau lại. Liêm gia, chỗ này nổi tiếng nhất là bồ câu. Nè 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 nè, ăn miếng đi hả? Không có việc thì không đến cửa. Cậu Lực, cậu cố tình hẹn tôi ra đây, không phải chỉ đơn giản mời tôi ăn cơm đâu hả? Ê, Liêm gia, sao anh lại nghĩ tôi vậy chứ? Làm gì? Tôi nghĩ rồi, muốn qua theo bên của đại thánh gia. Cậu nói gì vậy? Bị điên sao? Muốn làm kẻ phản bội à? Liêm gia,
Tôi cũng không muốn đâu. Bây giờ Hạo Dương muốn tẩy trắng, muốn làm thần thánh mà. Còn nghĩ tới anh em của chúng tôi không? Chúng tôi sắp hết được làm ăn rồi. Cả cơm cũng không có ăn, cả phân cũng không có mà ăn đó. Chuyện bán địa bàn đã bàn rồi, cậu ráng nhịn đi. Tôi nhịn được, đàn em của tôi không nhịn được, vợ con nhà người ta cũng không nhịn được đâu. Nè, chúng tôi đã thương lượng hết rồi, toàn bộ sẽ đi qua bên Đại Thánh Gia. Có cần tuyệt tình vậy không? Không còn đường lui sao? Cũng không phải là không còn đường lui, trừ khi anh lấy sổ sách ra đây. Sổ sách muốn lấy là lấy sao? Muốn gì đây? Tôi muốn mở sổ sách ra, xem thử cường chính ngón có bao nhiêu cái địa bàn. Cần gì phải coi? Muốn nuốt hết nó chứ gì? Anh không giao việc cho tôi làm thì tôi toàn bộ đi theo Đại Thánh Gia hết. Một là anh mang hết sổ sách ra đây. Hai, tôi sẽ đi qua bên Đại Thánh Gia. Anh muốn tôi làm sao á thì anh chọn đi. Hả? Liêm Gia, ăn thêm cái đùi gà, hóa đơn này tôi trả. Hả? Về. Sao rồi? Tìm được xem phim xong ăn cái gì chưa hả? Em vẫn chưa tìm được à? Cả tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta đi ăn món Nhật đi. Mình đi Vịnh Đồng La ăn sashimi. Được thôi. Được. Quyết định vậy đi. Cái này. Ừ. Được. Được không? Liêm Gia có chuyện gì? Hảo Dương, thằng Lực đòi chia của. Cái gì? Chia của? Nó lại gì chứ? Thằng Lực này rất tham lam, chết cũng đòi lấy luôn địa bàn của Cường Chính Ngôn. Còn bắt cậu lấy cuốn sổ sách ra đàm phán với nó. Nếu không thì nó sẽ đi qua theo phe của Đại Thánh Gia. Nó dựa vào đâu kêu tôi lấy cuốn sổ ra chứ? Chúng nói với nó, nó giữ được mạng thì qua lấy đi. Tôi biết cậu không vui, nhưng cậu vừa lên trưởng quản, cái ghế còn ngồi chưa nóng là chém giết người sao? Tôi sợ sẽ ảnh hưởng cả hội. Cậu muốn cải cách Sùng Liên thì càng khó hơn. Được rồi, tôi biết phải làm sao mà. Bây giờ tôi đi lấy cuốn sổ sách đã, lát nữa qua văn phòng nói sao. Bye. Không sao chứ? Không sao. Madam, check cây định vị của cô đậu cho tôi. Yes, madam. Tìm được rồi. Sorry nha đậu, lát nữa anh có việc quan trọng cần phải làm nên là không thể xem phim với em. Hay là về đi, làm xong việc rồi đi ăn với em nha. Không sao đâu, công việc quan trọng hơn. Em xách phụ anh. Không cần đâu, anh tự xách được rồi. Nè, tôi đến rồi. Đậu. Sao vậy? Đừng quá lo lắng. Anh đem cuốn sổ đó ra, chỉ muốn nói cho thằng Lực biết những gì đã ghi trên sổ là không thể sửa được. Công việc phân chia thế nào, anh nắm quyền. Vậy tức là anh không dự định thương lượng với anh Lực hả? Nếu như anh ta đi qua hội Kim Thanh thì sao? Mặc kệ nó. Bây giờ anh ngồi ở chỗ này, không thể rút lui được. Nếu như anh rút lui, không còn ai nghe lời của anh nữa. Sao cô lơ đi? Tôi quên nói cho anh nghe, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.
chúng tôi có việc quan trọng cơ mà. Vậy tôi đi xuống sâu cà phê uống ly nước. Hai anh từ từ nói đi. Hay là em xuống dưới xe ngồi đợi anh đi. Nè, đừng có chạy lung tung đó. Tôi lấy chìa khóa. Ừ. Madame Jean, ống kính có rõ không? Well done, quay được rõ lắm. Vì mấy cô chuẩn bị khi nào hành động? Đợi Liêm Gia và Lưu Lực về, đội ô và hết team sẽ ra tay. Nhiệm vụ cô đã hoàn thành, rút lui đi. Yes, madam. Alo Liêm Gia, chúng tôi tới rồi. Ok, đợi anh. Liêm Gia và Lưu Lực đang kẹt xe, chạy nửa tiếng nữa. Ok, phải rồi. Lát nữa làm xong việc, tôi định đi ăn món Nhật với cô Đậu. Có hứng thú không? Hai người đi đi. Sao đây? Nghiêm túc hả? Phải. Nhưng mà tôi chưa công khai sớm vậy đâu. Tôi muốn hẹn hò với cổ một thời gian đã. Anh biết rồi, con gái mà. Tôi muốn cổ có cảm giác an toàn, sau đó mới công khai cho mọi người biết. Như vậy tôi nghĩ cổ sẽ thoải mái hơn. Anh đừng nói tôi không xem anh là anh em nha. Anh là người đầu tiên biết đó. Ok. Vậy tôi gọi cho Đậu nha. Nói cổ nghe chắc phải đợi thêm một lát nữa. Anh đã kêu em lên xe đợi anh mà. Sao em lại ra ngoài này? Đi được rồi. Em sao vậy? Em không phải đợi anh sao? Điện thoại ở trong phòng có phải do em đặt không? Anh hỏi cái điện thoại trong phòng có phải do em đặt không? Hả? Em là cảnh sát phải không? Em là nội gián đúng không? Hả? Trả lời anh đi. Tại sao em không trả lời? Tại sao em lại bán đứng anh? Nhìn anh nè. Sao vậy, không dám nhìn à? Hả?
Không sai, em là nội gián. Mục đích của em là tiếp cận anh. Đây chính là nhiệm vụ của em. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, tất cả những gì em làm có phải là diễn kịch không? Hiểu rồi. Em không bắt được anh đâu. Em là cảnh sát, em không thể để anh đi được. Anh bóp cò đi. Em không thể để anh đi được đâu. Em là cảnh sát mà. Em tưởng là anh không dám sao? Thứ hai tuần sau lên tòa, tôi sẽ xin bảo lãnh tiếp cho anh Hạo Dương. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, quan tòa chưa chắc phê duyệt. Tôi cũng biết vụ án này không hề khả quan, nhưng mà luật sư Đặng là chuyên gia về lĩnh vực này, thật sự không còn cách nào khác sao? Nắm giữ sổ sách hội tam hợp nhiều nhất với ngồi tù 3 năm. Nhưng nếu có chuyên gia hội tam hợp phán định cuốn sổ này là tính vật làm trưởng quản thì sẽ bị truy tố tội quản lý hội tam hợp. Lúc đó chỉ còn cách ra tuyệt chiêu, chơi trò trình tự vậy. Tôi biết nếu muốn bình an vô sự là điều không thể nào rồi. Hy vọng là quan tòa sẽ phán cho tội nhẹ. Tôi sẽ bàn bạc lại với anh Hậu Dương. Anh Đặng à, chúng ta tới giờ phải đi rồi. Vậy chúng tôi về tổng bộ đã. Sau khi gặp mặt có đối sách gì tôi sẽ nhờ luật sư Ngô hẹn anh gặp mặt. Chúng tôi đi trước nha. Cảm ơn nha. Được cái sáu. Cảm ơn luật sư Ngô. Trác Hải, anh ở đây đúng rồi. Bảo Sít nói với tôi rồi. Ban Vĩnh Hằng ngoại trừ Nguyễn Tiến Phong, phía sau còn có một chủ giấu mặt. Cấp trên đã đưa ra chỉ thị, dốc toàn lực ủng hộ các anh. Cô không có gì để nói với tôi về việc bắt Hạo Dương hay sao? Đúng rồi, anh yên tâm. Chúng tôi kiện bằng Hạo Dương là dùng điều lệ của hội, sẽ không ảnh hưởng tới hội Sùng Liên. Song bài trực tuyến càng không bị ảnh hưởng. Anh có thể tiếp tục dùng thân phận của người mua bàn chuyện chuyển nhượng song bài với Ban Vĩnh Hằng. Mọi việc sẽ được tiến hành đúng như kế hoạch. Madam Xi, chính cô đứng trước mộ vợ của tôi thề là sẽ không bắt Hạo Dương kia mà.
Bây giờ cô kêu tôi tiến hành theo đúng kế hoạch là sao chứ? Khoan đã. Lúc đó ngôn từ chính xác của tôi là Bảo Siết sẽ không bắt Bàn Hạo Dương. Bảo Siết thật sự không hề tham dự bất kỳ một hành động dây bắt nào. Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Cát Khải, tôi nghĩ anh đã hiểu sai ý của tôi. Vốn dĩ ngôn từ nên được dùng chuẩn xác. Tôi còn tưởng anh cũng giống như tôi, bình tĩnh giải quyết. Xem ra tôi đã đánh giá cao anh rồi. Tôi với cô hợp tác là nói chữ tính. Cô thì nói nghệ thuật chơi chữ với tôi, khiến cho tôi thất tín bội nghĩa, bán đứng anh em. Cô vốn dĩ ngay cả lời hứa là gì cô cũng không hề biết, vậy mà cũng đòi làm cảnh sát nữa hay sao? Lại còn làm sếp dẫn dắt cấp dưới nữa. Loại như cô không phải gọi là bình tĩnh, phải gọi là máu lạnh mới đúng đó. Cô không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác là gì. Tôi không có cách nào tiếp tục nói chuyện với những người như cô đâu. Sao anh ta giận dữ vậy? Lâu rồi không gặp. Sao vẫn còn rầu rĩ vậy? Tôi xin lỗi. Không cần cố ý hẹn tôi ra để xin lỗi đâu. Nội gián làm việc theo lệnh của cấp trên. Cô qua mặt được cả người liên lạc tôi đây. Chắc là ý của Madame G rồi. Madame nói lần này là cơ hội vàng để tiêu diệt họ Sùng Liên. Tôi cảm thấy tôi không thể ích kỷ như vậy được, hao phí sự nỗ lực suốt mấy tháng nay của mọi người, nên tôi đã giấu anh để tiếp tục. Xin lỗi nha. Cô còn nói xin lỗi nữa tôi sẽ đi ngay. Vậy tôi nói một câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã không giận tôi. Đồ ngốc. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là suy nghĩ của chính bản thân cô. Cô đã nảy sinh tình cảm với Hạo Dương, cuối cùng là phải bắt ảnh. Cô buông bỏ được sao? Anh có thấy tôi ngốc lắm không? Không chuyên nghiệp gì hết. Cũng là câu đó. Nội gián cũng là người. Cho bản thân chút thời gian. Tôi tin cô nhất định sẽ vượt qua được. Madame G bố trí cô làm gì? Dạo này cũng chỉ canh máy quay. Một ngày canh 8 tiếng. Mỗi ngày không nói được một câu với ai cả. Cũng tốt. Đôi mắt chỉ lo dán vào màn hình, không cần suy nghĩ gì hết. Bảo Xích à, lúc chúng tôi gặp nhau, tôi nghe Madame nói bạn gái của anh cũng là nội gián, và cổ đã mất liên lạc ở nước ngoài. Anh có nghĩ là anh cũng cần quay về nhìn màn hình chung không? Nhất định cổ sẽ về. Đinh là nữ nội gián giỏi nhất mà tôi từng gặp. Diễn cái gì giống cái đó. Con biết tùy cơ ứng biến. Vụ của Hàng Kiến Nghĩa tôi đã mất liên lạc. Đinh mất liên lạc nhất định là có lý do. Sư tỷ này giỏi như vậy, tôi cũng muốn làm quen với cổ. Đợi cổ. Đợi cổ về đây. Đợi cổ về đây đi. Tôi giới thiệu cho cô biết. Lúc đó tha hồ cho cô học hỏi. Bảo Xít, để trực tới cho nè. Đội bóng nhí này không chịu nghe lời của anh Quý. Anh mau ra đó giúp anh ấy giải dây đi. Không cần đâu, cậu Quý sẽ xử lý được mà. Tôi còn phải kiểm tra sổ sách. Cô ra ngoài giúp tôi tiếp đón khách hàng đi. Huấn luyện viên à, của anh hết 1430 đô đó.
Hả? Lần trước rẻ hơn nhiều mà. Lần trước là ưu đãi cho khách hàng mới, lần này chúng tôi dùng tinh dầu cao cấp giúp anh ngâm chân mà, rất rẻ rồi. Chị Hai à, chị có mở ưu đãi nhân viên không vậy? Chị không có. Bảo Xít, Bảo Xít. Thôi em đừng có kêu nữa, em kêu cũng vô ích thôi. Chuyện thiện nông ở đây đều do anh Quý quyết định hết. Đạo sĩ quỷ Quai Phong. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cảm ơn. Biết vậy đưa mấy đứa nhóc này đi uống nước ngọt được rồi. Thôi chúng ta về thôi, bà má mấy đứa tới rồi, đi thôi. Bye bye, lần sau tới ủng hộ tiếp nghe. Bé Trực, hôm nay không ai rước em hả? Tôi giúp việc kêu em đứng ở trạm xe buýt đối diện đường đợi. Bé Trực à, em ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đó. Chị sực nhớ ra, chị cần phải qua bên đó mua đồ, chị dẫn em ra trạm xe buýt nha. Cảm ơn chị Lâm Nam. Sau đó, sáng nay lúc em đang luyện đá banh ở trên sân, Minh Mập thì tính dùng đầu để đỡ trái banh. Lợi hại vậy? Dạ phải, nhưng mà ai ngờ nó vừa nhảy thì mặt của bạn ấy trúng ngay vào trái banh luôn. Là gì vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với!